cái hiệu nó quen nhưng mà lạ trên chiếc xe Wimbledon. Dòng của nó là Center Core. Về bản chất của nó vẫn còn nguyên bản. Mình nghĩ nó là dòng cao cấp, có thể là cho những nhà tổ chức á, người ta đi lại ở trong cái sân vận động đó, hoặc là cho vận động viên di chuyển từ nơi này qua nơi khác. Nhưng mà thấy tổng thể dòng này nó thiết kế cho bộ rúp của nó, những phụ tùng của nó là cho Mỹ hoặc châu Âu nha mọi người. Hai, chào cả nhà. Hôm nay hơi khác mọi khi chút xíu. Mình săn được chiếc xe nó rất là lạ, và mình đi search trên mạng mà không thấy được thông tin nó. Cho hôm nay mình ngồi mình chia sẻ với mọi người, ai có thông tin về em nó thì cùng giao lưu với mình nha. Thấy như tổng thể chiếc xe cái hiệu của nó cũng lạ lắm, cái hiệu nó quen nhưng mà lạ trên chiếc xe. Hiệu nó là Wimbledon, nó có cái logo của giải Wimbledon luôn. Những ai mà đam mê tennis ha mọi người chắc mình nghĩ là thích gì nó. Wimbledon là mình biết là nó là cái giải Grand Slam, trong bốn giải Grand Slam nổi tiếng của bên tennis đó. Và cái dòng của nó là Center Court. Center Court là giống như cái sân trung tâm á, là những cái trận quan trọng trong hạt giống hoặc là những trận bán kết chung kết á, nó mới đấu ở trên sân này. Thì không biết là cái xe này nó nguồn gốc từ đâu á, thì mình cũng là săn ở nước ngoài về, mà nó cũng đã qua sử dụng rồi, theo năm tháng nó cũng có những cái vết thời gian nha mọi người. Nhưng mà về bản chất của nó vẫn còn nguyên bản, và mình nghĩ nó là dòng cao cấp của châu Âu. Có thể là cái dòng này để nó chính thức cho những cái mình chưa đi Anh với sân động Berlin lần nào mình không biết, thì những ai mà có ở bên sân bên Anh á, thì có thể người ta rõ cái này hơn. Thì theo mình dự đoán có thể là cho những cái ba nhà tổ chức á, người ta đi lại ở trong cái sân vận động đó, nó vừa tập thể dục mà nó vừa đỡ có ô nhiễm môi trường, thân thiện môi trường nữa, hoặc là cho vận động viên di chuyển từ nơi này qua nơi khác. Đây, nếu mà sang hơn có thể cho những anh lụm banh tennis chăng, mình cũng không biết đó. Nhưng mà thấy tổng thể dòng này là nó thiết kế cho những cái sản phẩm, những cái rúp, bộ rúp của nó, những phụ tùng của nó là cho Mỹ hoặc châu Âu nha mọi người. Đó, thì từ từ mình sẽ chia sẻ mọi người, ai biết thông tin thì comment dưới ha. Thì dụ dòng này á, giống như nó là chỉ cái dòng nữ thôi, để chạy cho nó cơ động thoải mái á. Thì cái sườn của nó, cái dòng nữ nó có một cái thanh ngang để nó làm chiếc xe mạnh mẽ vững chãi hơn. Và sườn này là sườn full nhôm luôn, mà có những hàng vẫy cá ha, cái gấp của nó cũng bằng nhôm luôn. Và cái màu của nó cũng màu trắng ngọc trai, rất là đậm ha, nó hơi ngã cái ánh nắng á, nó ngã một cái màu hơi xám xám đó. Và chiếc này là full lớp xanh rồi, đầy đủ hết, rất là tiện nghi tiện ích ha đó. Và nó có điểm nhấn là màu xanh, cái biểu tượng của Wimbledon đó, là tổng thể cái sườn ha. Và cái chiến cổ của nó cũng xài chiến cổ rất là cao cấp, hiệu Kenry, là của con thằng lằn rồi. Và cái ghi đông bông tăng của nó gật gù được luôn. Và cái bao tay với lại cái yên nó là cũng da thật mọi người, và trên da nó có chữ Wimbledon luôn. Và đặc biệt là cái tay bấm của nó đùm ha, mình giới thiệu là cái đùm này đùm 8 số. Đùm 8 số của nó là mình coi cái đời của nó, mình coi đời mình sẽ đoán được cái dòng xe ha. FG8R31 là cũng cái đời đùm cũ, nhưng mà đời mới của cái đùm cũ. Thì cái dòng này, cái đùm này nó sản xuất sau 2003,
đó, thì cái dòng này mình, xe này mình nghĩ là cũng đâu đó khoảng 2010 trở lại thì sao á, thì nó là đùm 8 số ha, mà thắng bi đĩa, mà nó xài thắng bi thì Shimano Nasa là cho thị trường Mỹ hay châu Âu rồi đó. Và cái thắng trước là đùm Dynamo, và cũng là thắng bi đĩa luôn, nhìn rất là sang trọng ha. Và nó đặc biệt là cái gấp nó là xài cái bát, nó dùng cái bát thắng đĩa để nó gắn thắng bi đĩa đó. Là cũng dòng này rất là hiếm ha, nó cũng lần đầu tiên có trên kênh sạp số Thiện Nguyễn. Và nó đùm trước là đùm Dynamo, và nó phát điện lên cho một cái đèn, mình nghĩ là cũng thương hiệu châu Âu á, đèn LED luôn, LED 3 bóng ha, LED 3 bóng sáng, và nó có cảm biến ánh sáng ha. Đúng đèn luôn, Shimano Nasa. Thì cặp bánh lần lượt mình giới thiệu em nó ha, mình giống như ngẫu hứng đâu giới thiệu tới đó thôi, nó không có theo bài bản nữa ha. Thì cặp bánh nó là bánh 700 thôi, niền nó nửa lục giác và niền nó xé gió, niền long đền luôn, màu nhôm rất là chắc chắn ha, câm thì câm inox. Và cặp vỏ của nó cũng là vỏ những cái thương hiệu lạ, mình nghĩ là nó thương hiệu châu hết, gai rồi còn khá là mới ha. Và đặc biệt cặp dè của nó là dè nhựa mà trong luôn, có cái nó có thương hiệu luôn đó mọi người, và nó có cái miếng cao su để chắn bùng ở phía sau luôn, phía dưới luôn đó. Và cái dè sau cũng vậy ha, dè dài, bánh cũng bánh 700 đó. Thì đặc biệt là cái như mình nói đùm là đùm Shimano Nasa 8 số rồi. Ở đây nó xài cái clip này chắc cũng trên 20 á, để mình chạy trong nội bộ không cần tốc độ nhưng mà rất nhẹ thoải mái ha. Và cái giò dĩa cũng nhôm luôn, có hai cái chắn bùng luôn, một cái chắn bùng viền của hiệu Centaur ha, cũng là một thương hiệu xe đạp nổi tiếng ha, bằng nhôm. Và cái có một cái bao sơn cafe luôn á, là bằng nhôm mà sơn màu ánh kim luôn đó. Và chân sườn này chuyên cho đùm số, chân xéo mọi người ha. Thì trên đây nó có những cái tem Nhật này, có thể nó cho thị trường Nhật chăng đó. Mình hai cái tem Nhật màu đen trên đó rồi. Một cái điểm độc đáo của em nó nữa là bạn thấy cái cốt nguyên của nó hiệu Centaur, nhưng mà cái công nghệ này là công nghệ cốt nguyên nhúng rồi, nhúng rất độc đáo, có thể nó là đời đầu của cái công nghệ nhúng Centaur á. Cốt nguyên này nếu mà là dòng mới của nó bán cũng vài trăm đô một cái ha. Mình ngồi mình chạy rồi nó nhịp rất là êm ái ha, nó êm chứ nó không có hơi sốc như cái loại những cái cốt nguyên mà có nhúng kia lâu ngày có thể nó bị rơ. Còn cái này rất là êm ái chắc chắn ha. Đặc biệt cái yên của nó ha, yên nó là yên keo xe mà da thiệt luôn, có những cái điểm bấm đây, có hai bên đây có cái để mình gắn cái thêm giống như của hãng Rút này đó. Nhưng mà cái này là nó cũng da thật luôn, và nó không có thể là hiệu Pleiaden luôn, mà theo thời gian bị nắng mưa có thể nó hơi bị phai màu chút xíu ha đó. Rồi cái ba ga sau cũng vậy, nhôm full nhôm luôn, có thể tăng đưa được ha. Rồi kết hợp gắn một cái khóa gắn thêm. Rồi cái pedal của nó cũng là pedal nhôm luôn, pedal nhôm có phản quang nhìn rất là chắc chắn. Rồi tổng thể một chiếc xe nữ liền lạc, đặc biệt là cái hiệu của nó là Vintadan. Nó là một chiếc xe mình săn được, nó rất hiếm lạ để chia sẻ mọi người. Rồi mình vừa chia sẻ giao lưu với mọi người một chiếc xe rất là độc đáo ha. Thương hiệu của nó là Wimbledon. Dòng này thì mình theo mình á, đơn thuần là nữ, nó có cái thanh ngang đây nè. Nam vẫn có chạy được, nó là unisex luôn. Thì chiếc này á, thì theo chủ quan của mình thì ai đam mê tennis á, mà có những cái ở trong khu compound mà cách mình có thể di chuyển tới cái sân tennis nó khoảng vài cây số á, thì mình đó chạy chiếc xe này lên, vác cái túi tennis hoặc là để cái túi phía sau, nó mang giày tennis luôn, đạp tới đó chơi tennis xong đi giao lưu cà phê rồi đi về, hoặc là chạy đi làm, hay là đi chiếc này 8 số rồi có thể đi trường được luôn đó. Mang tính chất là mình đúng cái đam mê của mình, hoặc là mình sưu tầm. Chiếc xe này có thể là kiếm một chiếc xe thứ hai chắc cũng hơi khó, thì để mình chia sẻ coi có ai có chiếc thứ hai mà mẫu nam mà Wimbledon nữa, kiếm một cặp nữa là tuyệt vời luôn nha mọi người ha.
kiếm kiếm bạn trai cho nó. Còn cái này có thể unisex luôn. Thì nhớ like, nhớ share, nhớ đăng ký kênh ha. Sắp tới mình sẽ ráng cố gắng mình đi săn những chiếc xe hiếm độc lạ để cùng chia sẻ mọi người. Nếu có thời gian nữa thì mình, khi mà cái kênh nó hiện tại nó được 3.000 sub thôi, nếu mà 5.000 sub á thì có thể là những cái shop xe đạp hay là mình đi giao lưu á, có thể người ta có thể giao lưu, mình đi có thể đi cùng chia sẻ với anh em để review những chiếc xe độc lạ cho những cái shop xe hay là những cái người mà có những chiếc xe độc lạ để mình chia sẻ với nhau, thì giao lưu với những kênh YouTube liên quan tới xe đạp. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.